Thân Như xin kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối ngày 5 tháng 7 năm 2018. Chương trình của chúng tôi tối nay gồm có những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Bắt giữ 7 nghi can vụ đánh bom trụ sở công an. Human Rights Watch kêu gọi dừng tấn công nhà cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Hủy chiếu phim về mẹ nấm vì Đại sứ quán Việt Nam khiếu nại tại Thái Lan. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài phóng sự ghi nhận về tình cảnh của khoảng 1.000 người sắc tộc thiểu số Việt Nam hiện đang tìm quy chế xin tị nạn tại Thái Lan, cùng những khó khăn mà họ đang phải đối mặt kể từ khi chính quyền Thái áp dụng luật lao động mới ở xứ Chùa Vàng. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Năm 5 tháng 7 họp báo cho biết vừa bắt giữ thêm 7 người bị cho là có liên can đến vụ đánh bom tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, khiến cho ít nhất là 3 người bị thương. Reuters loan tin này cùng ngày và cho biết thêm công an đã thu giữ 10 kg thuốc nổ và 8 quả bom tự chế. Theo trang thông tin chính thức của Công an thành phố Hồ Chí Minh thì vụ việc là vụ khủng bố chống lại chính quyền nhân dân. 4 trong số những người bị bắt phải đối mặt với tội danh khủng bố, 3 người còn lại bị buộc tội mua bán trái phép chất nổ. Cũng theo Reuters, đã có 2 thiết bị nổ nhỏ được kích hoạt. Vụ nổ này diễn ra sau những cuộc biểu tình lớn ngày Chủ nhật 10 tháng 6 chống lại luật đặc khu và an ninh mạng diễn ra khắp nơi tại Việt Nam. Những cuộc biểu tình này phản đối chủ yếu việc nếu chính phủ Việt Nam thông qua luật đặc khu thì Trung Quốc sẽ có cơ hội đầu tư vào Việt Nam với thời gian 99 năm. Reuters nhắc lại, vào tháng 12, 2017, Việt Nam đã bỏ tù 15 người với cáo buộc tội khủng bố sau khi tiến hành vụ nổ bom tự chế tại sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp 30 tháng 4, 2017, cũng như đốt cháy một kho giữ xe vi phạm tại Công an tỉnh Đồng Nai. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp báo cho biết quyết định khởi tố 7 đối tượng liên quan và quyết định đã được chuyển đến tòa Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tin trong nước cho biết tên của 3 trong số 7 nghi phạm là Vũ Hoàng Nam, 22 tuổi, Nguyễn Tuấn Thành, 28 tuổi cùng cha ruột là Nguyễn Khanh, 54 tuổi sẽ bị khởi tố theo điều 229 và điều 305 Bộ luật hình sự 2015. Tin cho biết thêm, nghi phạm Nguyễn Khanh khai nhận có liên hệ với một đối tượng khác có tên Ngô Hùng qua mạng xã hội. Ngô Hùng hiện ở Mỹ và tự xưng là tổng tư lệnh của nhóm có tên Triều Đại Việt Nguyễn. Truyền thông Việt Nam dẫn lời khai được công an nêu ra là của Nguyễn Khanh nói, ông Ngô Hùng đã chuyển cho 120 triệu đồng để chế tạo bom nổ tấn công các trụ sở công an. Tham gia cuộc họp báo cùng ngày có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Báo trong nước trích phát biểu của ông cho biết nhiều nhà riêng của lãnh đạo nằm trong kế hoạch bị khủng bố. Thưa quý vị, chính quyền và công an tỉnh Lâm Đồng cần lập tức dừng lại các hành động tấn công liên tục nhắm vào cựu tù nhân lương tâm nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh trong suốt từ cuối tháng 6 đến những ngày đầu tháng 7 năm 2018. Phó Giám đốc đặc trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robinson lên tiếng như vừa nêu vào ngày 4 tháng 7. Đồng thời nhấn mạnh rằng chính quyền đồng lõa với côn đồ cũng như không có biện pháp trừng phạt đối với các hành động liên quan đến đe dọa và bịt miệng giới đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam. Ông Phil Robinson kêu gọi chính phủ Hà Nội cần lập tức tiến hành điều tra các côn đồ tấn công hàng loạt vào tư gia của Đỗ Thị Minh Hạnh và xử lý công minh đối với những côn đồ này, cũng như tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng phải bị kỷ luật vì đã để cho việc làm của côn đồ xảy ra như vậy tại địa phương. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, dân biểu Úc Chris Hayes đã viết thư gửi đến Đại sứ Australia tại Việt Nam trình bày về vụ việc nơi ở của nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh và thân phụ của cô là ông Đỗ Tị bị côn đồ liên tục tấn công trong suốt những ngày cuối tháng 6 đến nay và đã gây ra những tổn thất nặng nề về vật chất lẫn tinh thần. Dân biểu Chris Hayes nêu lại trường hợp của cô Đỗ Thị Minh Hạnh và mong muốn Đại sứ Úc tại Việt Nam hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống của gia đình bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói riêng và các nhà hoạt động vì công bằng nhân quyền tại Việt Nam.
Trước đó, ngày 2 tháng 7, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cũng lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam phải hành động lập tức để đảm bảo sự an toàn cho bà Đỗ Thị Minh Hạnh sau khi gia đình bà bị côn đồ dùng đá tấn công 3 lần trong tuần. Thưa quý vị, cựu tù nhân lương tâm, nhà hoạt động vì quyền công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết là gia đình của bà ngụ tại thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bị tấn công bằng bom tự chế vào tối ngày 26 tháng 6 và liên tục bị tấn công như bị ném đá vào nhà và xịt hơi cay suốt cho đến những ngày đầu tháng 7. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho đã cho tự do biết đã gọi điện thoại đến công an địa phương để trình báo nhưng không nhận được bất cứ sự trợ giúp gì từ phía chính quyền địa phương. Sau vụ tấn công mới nhất thì cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã cho đã cho tự do biết. Vào lúc 11 giờ 30 phút khi mà hai cha con đang ngủ thì họ là gia đình bị cúp điện và tấn công. Tấn công đầu tiên là căn phòng của ba Minh Hạnh, họ đập vỡ kính cửa phòng ba Minh Hạnh và xịt hơi cay vào. Mà rất may là khi mà trước buổi sáng hôm đó là gia đình Hạnh đã chặn một cái cửa để che cửa sổ, cho nên là họ chỉ xịt được hơi cay mà kiến không văng vào đầu của ba Hạnh á. Rồi ba Hạnh báo cho Hạnh biết là có hơi cay, hơi độc, cho nên khi Hạnh ra để lấy nước nhúng vào khăn đưa cho ba thì họ liên tục tấn công hai cha con Minh Hạnh, cho nên hai cha con Minh Hạnh tìm chỗ trú ẩn. Và cái hơi độc đó làm cho ba của Minh Hạnh khó thở. Minh Hạnh cũng vậy, cảm thấy tê liệt, các tay chân đều nóng rát, mặt cũng nóng rát và lỗ mũi cũng nóng rát nữa. Họ ném đá nhiều hơn bình thường, họ ném đá tính ra ngày hôm nay là Minh Hạnh thu hoạch là một thùng đá to và toàn là bộ là gạch hết và họ ném được vào trong nhà sâu và những cái cục đá nó những cái cục gạch không à, toàn là gạch là nhiều, chủ yếu là gạch. Thì những cái phần kiến còn lại hôm bữa nó chưa có rớt hết thì hôm nay nó rớt. Vào chiều ngày 4 tháng 7, Đà Á Châu Tự Do liên lạc với công an huyện Di Linh hỏi về vụ việc tư gia bà Đỗ Thị Minh Hạnh nơi cư ngụ bị tấn công. Tuy nhiên, công an trả lời không nhận được trình báo nào liên quan. Câu lạc bộ báo chí quốc tế Thái Lan đột ngột thông báo hoãn chiếu bộ phim tài liệu về blogger Mẹ Nấm vì khiếu nại từ Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, giữa lúc có những lo ngại về an nguy của nữ tù nhân lương tâm này trong trại giam. Bộ phim tài liệu Khi Mẹ Vắng Nhà nói về bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, dự định công chiếu lần hai ở Bangkok, Thái Lan vào tối ngày 4 tháng 7. Nhưng trước đó, trạm cảnh sát Lumpini đã gửi yêu cầu hủy buổi công chiếu. Bức thư yêu cầu về việc này được đưa ra sáng ngày 4 tháng 7 bởi trạm cảnh sát Lumpini và tiếp theo đó là chuyến viếng thăm FCCT của một đại tá cảnh sát từ đơn vị đặc biệt. Theo thông cáo báo chí của FCCT, thì dường như Bộ Ngoại giao Thái Lan không được tư vấn về quyết định vừa nêu. FCCT cũng lấy làm tiếc vì bất kỳ sự bất tiện nào đối với những người định tham dự. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền độc lập Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Bangkok, cho RFA biết qua điện thoại về vụ việc này như sau. Đây không phải là lần đầu tiên mà bên chính phủ Thái Lan cấm bất cứ những tiếng Việt có liên hệ tới nhân quyền của Việt Nam. Giống như mấy năm trước thì khi mà họ phát cái report, cái biên bản về nhân quyền á, thì cũng đã bị cấm. Người ta không có cho mình họp cái buổi họp đó. Theo SCCT, Khi Mẹ Vắng Nhà là phim tài liệu dài đầu tiên của đạo diễn trẻ đang sống tại Việt Nam Clay Phạm. Bộ phim khám phá các chủ đề của gia đình và làm mẹ trong sự biến đổi của Việt Nam, nhưng thông qua một ống kính đặc biệt cảm xúc, như tiêu đề ngụ ý. Nhân vật trung tâm trong gia đình không có ở đó. Người mẹ vắng mặt là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, năm nay 38 tuổi, thường được gọi với tên là Mẹ Nấm. Bà đã bị kết án 10 năm tù giam vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị giam tại một nhà tù xa xôi sau khi bị phạt. Bà bị bắt lần đầu vào tháng 10 năm 2016 vì công việc của mình với tư cách là một blogger trên Facebook hay là nhà báo công dân, thảo luận về các vấn đề công lý, quyền tư hữu, tự do ngôn luận và môi trường. Thưa quý vị, hôm 3 tháng 7, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ ra thông cáo lên án mạnh mẽ về tình trạng sách nhiễu gần đây đối với một blogger Việt Nam đang bị cầm tù. Đó là trường hợp của Mẹ Nấm. Người được biết đến một lần nữa là blogger Mẹ Nấm và một lần nữa cũng đã được CPJ kêu gọi là trả tự do cho bà ngay lập tức và vô điều kiện.
Hôm 15 tháng 6 thì bà Quỳnh đã được Ủy ban Bảo vệ Ký giả trao giải là Tự do báo chí quốc tế năm 2018 vì những đóng góp cho đất nước Việt Nam. CBJ dẫn lời của bà Tuyết Lan, mẹ của nữ blogger cho hay, gần đây các nhà chức trách tại trại giam Thanh Hóa đã đưa bà Quỳnh vào một phòng giam chung với hai tù nhân nữ khác. Một trong số họ đã đe dọa nữ nhà báo này. Trước tình hình bị đe dọa, tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mong muốn thân mẫu đi thăm bà theo định kỳ hàng tháng để biết rõ tình trạng của bà trong nhà tù Yên Định Thanh Hóa. Blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang phải thi hành bản án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự bởi các hoạt động dân sự vì môi trường và dân chủ tại Việt Nam. Và cũng qua những hoạt động dân sự này, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận được các giải thưởng nhân quyền quốc tế như Giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự năm 2015 của tổ chức Civil Rights Defender và Giải Phụ Nữ Quốc tế Dũng Cảm của Hoa Kỳ năm 2017. Thưa quý vị, blogger Lê Anh Hùng vừa bị Công an Hà Nội bắt tạm giam và khởi tố sáng ngày 5 tháng 7 năm 2018 tại Hà Nội. Ông Lê Hùng bị bắt khi đang đi ăn sáng rồi bị đưa về nơi cư ngụ đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sau đó thì lực lượng chức năng đã đọc lệnh bắt và khởi tố ông theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức là Điều 258 cũ. Trả lời đã Châu Tự Do ngay sau đó thì bà mẹ của blogger Lê Anh Hùng đã cho chúng tôi biết như sau. 7 giờ hơn đọc lệnh bắt theo cái tội danh là có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã phạm vào Điều 331 Bộ Luật Hình Sự, đang bị tạm giam tại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội. Có cái giấy họ để lại cho tôi như thế. Mẹ của blogger Lê Anh Hùng cũng cho biết công lục soát nhà ông Hùng và lấy đi một ít đồ và tiền bạc của ông. Cả công an đã về giam chứ họ lục lào họ nở chứ mà chẳng có cái gì đó, chỉ còn mấy cái giấy quảng cáo đó, vâng mấy cái băng rôn này thôi. Rồi lấy hết cái nắng thì hình như được có mấy ba bốn năm thôi đôi à, tôi xin lại không đó. Ông Lê Anh Hùng là một blogger, nhà báo độc lập ở Hà Nội và là người công khai lên tiếng cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Ông Hùng cũng là một người được biết đến rất năng động trong việc biểu tình chống Trung Quốc và từng có đơn tố cáo các lãnh đạo cao cấp nhiều lần. Vào năm 2013, ông từng bị công an đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và giữ tại đó 12 ngày. Tù nhân chính trị Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị chuyển đến trại 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, phu nhân của tù nhân Lương Tâm, đã xác nhận với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi vào tối ngày 5 tháng 7 sau đây. Thì hôm nay tôi được các thông tin người ta cho tôi hay, và tôi cũng rất tin tưởng bằng các thông tin người này cho tôi biết. Anh ấy đã chuyển trại B14 chuyển đến số 6 Thanh Chương, Nghệ An rồi. Tôi có hỏi là vậy thì đến lâu chưa thì họ nói đã đến trưa nay rồi. Vẫn theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh thì theo đúng luật từ 5 đến 7 ngày phía bên Bộ Công an phải thông báo cho gia đình biết thông tin, nên bà cũng đang chờ xác nhận và cũng như mong muốn thông tin này được xác nhận từ chính chồng bà. Bà cũng đang lo lắng về tình hình sức khỏe của chồng vì khí hậu Hà Nội hiện đang vào mùa hè có lúc trên 40 độ C và với điều kiện giam giữ như hiện nay, ký giả Trương Minh Đức bị nhốt tầng lầu thứ tư nên rất nóng gắt, khắc nghiệt đặc biệt. Đợt vừa rồi tôi xem thì chính anh đã nói là mỗi một lần mà thay đổi khí hậu từ lạnh qua nóng, nóng qua lạnh, anh toàn là phải bệnh không. Như đợt này anh bệnh cả gần 10 ngày nay rồi. Nửa bên người của anh này, bên cái vai này nó đau nhức tới mức độ mà không có nhấc nổi cánh tay lên. Tại vì anh nó có một cái bệnh huyết áp ấy. Mỗi một lần mà thời tiết như vậy thì nó làm cho anh rất là mệt mỏi. Mỏi quá rồi thì anh rất là khó thở. Nên thật sự giờ tôi cũng đang rất lo lắng cho anh, không biết là qua một cái trại này ở Thanh Chương, Nghệ An này thì thời tiết nó có thể nó còn khắc nghiệt hơn nữa hay là như thế nào. Thật sự bây giờ tôi là một người vợ, tôi cũng đang rất lo lắng cho anh lắm mà không biết làm sao. Ông Chu Minh Đức sinh năm 1960, từng là một ký giả độc lập, một nhà hoạt động công đoàn độc lập và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5 tháng 4 vừa qua ở Hà Nội,
cùng với 5 thành viên hay cựu thành viên của hội này với cáo buộc theo Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Phiên phúc thẩm vào ngày 4 tháng 6, y án sơ thẩm. Trước đó vào tháng 5 năm 2007, ông bị bắt và sang năm sau bị đưa ra tòa Kiên Giang với bản án 5 năm tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình RFA được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ 3 tới thứ 7 và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi email về địa chỉ viettv@rfa.org. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, theo số liệu ghi nhận không chính thức, thì hiện có khoảng hơn 1.000 người sắc tộc thiểu số từ Việt Nam đến Thái Lan tìm quy chế tị nạn. Cuộc sống của họ như thế nào từ sau khi chính quyền Thái áp dụng luật lao động mới ở xứ Chùa Vàng? Hòa Ái có bài ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Cà Bạc Canh, sinh năm 1980. Tôi từ Việt Nam, tôi là dân tộc Rai. Tôi sống ở Việt Nam, tôi rất là khổ vì chính quyền Đảng Cộng sản đàn áp tôi vì tôn giáo. Thứ hai là vì đất đai. Ở Việt Nam đó là bị phân biệt chủng tộc và không có cái sự mà tự do tôn giáo. Bây giờ ở Việt Nam thì họ tranh chấp đất đai của người dân, hoặc là cũng gia đình tôi cũng có rất là nhiều, để họ cướp đất của chúng tôi để mà làm sao mà chúng tôi sống được. Và tôi có chạy đến Thái Lan. Cộng sản đàn áp, mà công an đánh đập mày liên tục về tôn giáo. Theo Đài Tin Lành đó, họ nói là tất cả những người Tin Lành ở Việt Nam, nhất là trong ở vùng Tây Nguyên, bị ngoài vùng pháp luật, không cho nhóm vì tôn giáo của chúng tôi, họ nói là kẻ thù và phản động nhà nước. Như vậy. Vừa rồi là lời chia sẻ lần lượt của những người thượng Việt Nam về lý do vì sao họ phải trốn chạy khỏi vùng đất Tây Nguyên. Họ là những người thượng trong số hơn 1.000 người sắc tộc thiểu số Việt Nam đến Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Hầu hết những người thượng này tìm đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok, Thái Lan là những nạn nhân bị mất đất đai canh tác, nhà cửa và bị bắt bớ giam tù vì thực hành tín ngưỡng cũng như bị kiểm soát ngăn chặn trong việc đi lại. Anh Thun Siêu ở Gia Lai từng bị bắt 3 lần, trong đó có một lần anh chống trả công an địa phương hãm hiếp chị gái tại nhà. Lúc đó thì khi mà họ giam em ở cột giữa ủy ban dân xã, và bên chính quyền tuyên bố em là người phản động, là người chống đối chính quyền nhân dân. Nên sau thì họ sẽ xử xét em, đưa qua huyện rồi bỏ vào tù. Vì lo sợ thì em buộc phải chạy trốn cùng chị gái với hai đứa nhỏ sang Thái Lan ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016. Trong số những gia đình người thượng ở Thái Lan mà Đài RFA tiếp xúc cho biết, cuộc sống của họ ở Việt Nam rất khốn khó, không còn nương rẫy để trồng trọt kiếm miếng ăn qua ngày. Có những gia đình mặc dù được xếp vào diện hộ nghèo và được lãnh một số tiền nhỏ trợ cấp, tuy nhiên họ lại được chính quyền địa phương giao cho sổ hộ nghèo khi đã hết thời hạn. Vì phải sống trong hoàn cảnh luôn bị áp bức về mọi mặt, những người sắc tộc thiểu số Việt Nam vượt biên giới đến Campuchia và Thái Lan tìm đến cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để xin tị nạn, với hy vọng được cứu xét định cư ở một nước thứ ba. Tại Thái Lan, dù được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp giấy tờ tìm quy chế tị nạn hay được chấp thuận là người tị nạn, thì những người sắc tộc thiểu số Việt Nam này vẫn là những người sinh sống bất hợp pháp ở đất nước Chùa Vàng. Họ không nhận được sự giúp đỡ bất kỳ nào từ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc.
cuộc sống mới nơi xứ người thật sự rất bấp bênh đối với những người sắc tộc thiểu số, vốn dĩ đơn sơ và xa lạ trong môi trường sống năng động và phát triển. Họ tìm kiếm việc làm khắp mọi nơi ở Thái Lan, những công việc từ dọn rác, quét đường cho đến xây dựng để được nhận vài chục đến vài trăm đồng bạc Thái. Những người đàn ông trụ cột của gia đình sau một ngày dài làm việc bên ngoài và về đến nhà mà không gặp bất trắc nào là một điềm lành ngày hôm đó. Hồi làm cũng đồ ăn này nè, mua đào đông đất, mua kẹo, xây nhà ấy là còn ngày còn ba chục bát, còn làm về tối luôn. Cuộc sống như thế cứ trôi, có việc làm thì còn có được chén cơm trắng, không có việc làm thì chỉ rau dại và dăm ba con cá nhỏ câu được trên sông để lót dạ. Nhưng tai ương luôn chực chờ mỗi khi bước chân ra đường tìm việc làm, có thể bị người thuê lao động quỵt tiền công hay bị cảnh sát bắt vì lao động bất hợp pháp. Hồi đầu tháng 4 năm 2018, chính phủ Thái Lan ban hành luật lao động mới, quy định người lao động bất hợp pháp có thể bị phạt tới 3.000 đô la Mỹ và chịu 5 năm tù giam. Anh Nhan Sen, cha của ba đứa con nhỏ, chia sẻ nỗi lo sợ của mình cũng như của rất nhiều người đồng cảnh ngộ khác. Hiện tại bây giờ thì cuộc sống ở Thái, tôi còn lo sợ nhất là về vấn đề mà chính quyền Thái họ bắt hoặc là đưa vào tù hoặc là trục xuất về nước. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự sợ hãi sẽ bị trục xuất về Việt Nam do Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc thông báo đóng hồ sơ tìm quy chế tị nạn của họ. Thông tin mới nhất Đài Á Châu Tự Do ghi nhận được, một nhóm khoảng 30 người sắc tộc Hơ Mông biểu tình trước văn phòng của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok suốt 3 tuần liền để khiếu nại về trường hợp hồ sơ của họ bị hủy bỏ. Hình ảnh những đứa bé Hơ Mông lăn lóc vật vã trước trụ sở Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cùng những lời kêu gọi cứu giúp và những giọt nước mắt lăn dài của các bậc cha mẹ người thượng phần nào gột tả hoàn cảnh bước đường cùng của thân phận người thiểu số Việt Nam vô tổ quốc nơi xứ người. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tường lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuyo.info. www.achautuyo.info. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay ngày 5 tháng 7 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, chân chính xin cầu chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui và một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.